Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện tổ chức hội nghị sau ban đánh giá công tác giải phóng mặt bằng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp năm 2020. Các cơ quan đơn vị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, huyện ta thành lập mới được 170 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện lên 854 doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện, ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện tổ chức hội nghị sau ban đánh giá công tác giải phóng mặt bằng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng chí là thành viên trong Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng huyện và lãnh đạo các xã có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nghi Sơn. Tại hội nghị, Ban giải phóng mặt bằng huyện đã báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, huyện đã tổ chức 116 hội nghị sau ban kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng, giải quyết những khó khăn vướng mắc tồn động tại các dự án, tổ chức 106 hội nghị đối thoại vận động thuyết phục các hộ dân nhận tiền bàn giao mặt bằng tại các dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường và thu hồi đất, đồng thời ban hành nhiều thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo điều hành về công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2019, huyện đã bàn giao mặt bằng đạt 298,13 ha, đạt 75,7% kế hoạch. Trong đó đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại 32 dự án và bàn giao một phần diện tích tại 40 dự án. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm gồm đường cao tốc Bắc Nam đoạn quốc lộ 45 đi Nghi Sơn, đường cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn đi Diễn Châu và dự án đường dây 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia cũng đã và đang được tập trung chỉ đạo thực hiện. Tiếp đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2019, những hạn chế tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án trọng điểm, đồng thời đóng góp các ý kiến để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trong năm 2020. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện nhấn mạnh, trong năm 2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, vì vậy công tác giải phóng mặt bằng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng so với nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ của năm 2020, đồng chí Bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện, đề nghị ban giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư huyện cần sớm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng trong năm 2020 sát với thực tế, phân loại theo thứ tự ưu tiên đối với các dự án vốn ngân sách nhà nước, các dự án hạ tầng trọng điểm và các dự án đầu tư quan trọng theo chỉ đạo của tỉnh để tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh, công tác chỉ đạo điều hành cần phải tập trung quyết liệt, rõ người, rõ việc, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện cũng đã kết luận cụ thể đối với hai dự án trọng điểm. Theo đó, đối với dự án đường cao tốc Bắc Nam, cấp ủy chính quyền của năm xã có liên quan đến dự án cần sớm mở đợt cao điểm, tập trung xác định nguồn gốc đất như đất lâm nghiệp, đất ở, đất vườn và triển khai việc áp giá bồi thường trước ngày 15 tháng 1 năm 2020 để trình Ủy ban Nhân dân huyện thẩm định. Đối với đường dây 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng trước tháng 4 năm 2020, Hội đồng giải phóng mặt bằng cần xây dựng kế hoạch hết sức cụ thể, kết quả đạt được đến hết năm 2019. Trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo yêu cầu tiến độ được giao. Ngày 23 tháng 12, Chi cục thuế huyện Tĩnh Gia đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có đồng chí Hồ Sơn Hải, Phó cục trưởng Cục thuế tỉnh Thanh Hóa,
Về phía huyện có đồng chí Trương Bá Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện các phòng ban huyện. Năm 2019 là năm đánh dấu sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế, các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ đã phát huy tác dụng, môi trường đầu tư được cải thiện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm chỉ đạo điều hành quyết liệt của Cục Thuế, cấp ủy chính quyền, các cơ quan ban ngành từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, Chi Cục Thuế huyện Tĩnh Gia đã thực hiện tốt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019. Kết quả, tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn huyện đạt hơn 278 tỷ đồng, đạt 118% dự toán phát lệnh, 103% dự toán phấn đấu, 91% dự toán huyện và bằng 103% so với cùng kỳ. Từ công tác tham mưu phối hợp đến điều hành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được thực hiện đồng bộ chặt chẽ, với khối lượng công việc phải xử lý và giải quyết lớn, Chi Cục Thuế Tĩnh Gia đã thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý thuế như kê khai kế toán thuế, thanh kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế nợ, quản lý thuế hộ khoán và các sắc thuế. Năm 2019, Chi Cục Thuế đã tiếp nhận và trả kết quả luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo cơ chế một cửa liên thông, cấp phát 5.996 hồ sơ khai thuế, 3.786 hồ sơ khai thuế nộp thuế điện tử. Tổ chức 2 hội nghị đối thoại với người nộp thuế, thu hút 1.850 lượt đơn vị tham gia. Tiếp nhận hồ sơ thành lập mới 170 doanh nghiệp với tổng số doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế theo tháng quý năm là 854 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chi Cục Thuế huyện đã triển khai nộp thuế điện tử và có 825 doanh nghiệp thực hiện với số tiền 54 tỷ đồng. Trong năm, Chi Cục đã tổ chức 53 cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý 10 doanh nghiệp sử dụng sai hóa đơn. Cùng với chức năng về quản lý thuế, thì công tác tuyên truyền, tập huấn luôn được Chi Cục xác định là nhiệm vụ quan trọng. Năm 2019, Chi Cục Thuế đã phối hợp với Đài Truyền thanh Truyền hình huyện tuyên truyền về lệ phí môn bài, chính sách ưu đãi về thuế, công khai doanh nghiệp nợ thuế lớn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Sơn Hải, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Trương Bá Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi Cục Thuế Tĩnh Gia đạt được trong năm 2019. Năm 2020, áp lực về việc tăng dự toán thu ngân sách trên địa bàn là rất lớn, nên các đồng chí lãnh đạo yêu cầu Chi Cục Thuế nâng cao khả năng dự báo tham mưu về mức độ tăng trưởng từng ngành, từng lĩnh vực thuế, mở rộng phạm vi tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trên các phương tiện thông tin, đặc biệt là nộp thuế điện tử. Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng thanh kiểm tra, hướng dẫn kê khai thuế đúng hạn, tăng cường quản lý nợ thuế, phấn đấu hoàn thành các sắc thuế dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Quỹ Tim tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và hoạt động Quỹ Tim năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tới sự có đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn. Thực hiện chủ đề năm 2019, an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình, phòng tránh xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo đối với phụ nữ được các cấp hội đẩy mạnh. Năm 2019, hội cho tặng 14 nhà mái ấm tình thương với tổng số tiền 570 triệu đồng cho 14 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 320 suất quà trị giá 130 triệu đồng cho các cháu ở Trung tâm Hy vọng huyện và Hội Phụ nữ khó khăn, trao tặng 205 suất quà trị giá hơn 45 triệu đồng cho các tân binh nhập ngũ, trao 85 suất quà trị giá hơn 28 triệu đồng cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách. Trong vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế, các cấp hội đã hỗ trợ ngày công lao động, con giống, tiền mặt trị giá 163 triệu đồng, giúp cho 782 hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Năm 2019, hội chỉ đạo vận động thành lập mới 25 doanh nghiệp do nữ làm chủ, trao 22 con bò sinh sản cho hội viên nghèo.
Hoạt động phối hợp team đã tạo điều kiện cho hội viên được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2019, team quản lý 14 đơn vị với 6.354 thành viên, giải ngân cho trên 7.000 lượt thành viên với tổng số vốn phát ra là 156 tỷ đồng, dư nợ vốn hơn 85 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả đạt 100%. Công tác vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm được các cấp hội quan tâm, phối hợp tổ chức truyền thông nói không với túi ni lông tại 26 đơn vị, trao 2.600 chiếc làn nhựa cho hội viên. Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục bám sát chủ đề năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em, với trọng tâm về phòng chống xâm hại trẻ em, thực hiện tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động và ba nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên phụ nữ, tăng cường vận động, hỗ trợ hội viên vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và team khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc phong trào nhiệm vụ công tác hội năm 2019. Ngày 20 tháng 12, Hạt Kiểm Lâm huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền luật lâm nghiệp năm 2017 và một số văn bản hướng dẫn thi hành luật lâm nghiệp. Trong 1/2 ngày, cán bộ kiểm lâm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, chủ rừng trên địa bàn huyện được nghe ông Lê Văn Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện, truyền đạt những nội dung cơ bản của luật lâm nghiệp năm 2017, Nghị định 156/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của luật lâm nghiệp năm 2017, Nghị định 01/2019/NĐ-CP về kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, Nghị định số 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp nhà nước. Thông tư số 27 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, quy định về theo dõi diễn biến rừng. Thông qua hội nghị, các đại biểu nắm rõ hơn những nội dung cơ bản của luật lâm nghiệp năm 2017. Từ đó, tham mưu cho các cấp ủy đảng chính quyền làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và tăng cường tuyên truyền cho người dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 12, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội Khuyến học huyện hiện có hơn 55.000 hội viên. Năm 2019, Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tuyên truyền các tập thể cá nhân làm tốt về công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển đa dạng các hình thức xây dựng quỹ khuyến học. Trong năm, hội đã trao học bổng cho gần 30.000 lượt học sinh, sinh viên khá giỏi, vận động hỗ trợ hơn 900 em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học, 256 học sinh bỏ học trở lại lớp, 76 trẻ khuyết tật tới lớp. Trong năm, hội chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn mở được 496 lớp với 21.769 lượt người học. Kết quả, đã có 8.468 người tìm được việc làm. Phong trào xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời được đẩy mạnh. Có 43.764 gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt 72,6%. 748 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, đạt 70,5%. 196 thôn bản tiểu khu được công nhận cộng đồng học tập, đạt 69,3%. 68 đơn vị học tập được công nhận, đạt 77,2%. Năm 2020, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức xây dựng quỹ khuyến học, tăng cường công tác tổ chức hội, phát triển hội viên. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019. Năm 2019, huyện Tĩnh Gia đã thành lập mới được 170 doanh nghiệp, đạt 106,25% so với kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện lên 854 doanh nghiệp.
Đạt được kết quả trên là do ngay từ đầu năm 2019, huyện Tĩnh Gia đã ban hành kế hoạch về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện, giao chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp cho từng xã, thị trấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp của huyện, phụ trách các xã, thị trấn. Định kỳ giao ban để tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phát triển doanh nghiệp, nhất là đối với các xã khó khăn. Trong năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tổ chức được một khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức được giao nhiệm vụ tham mưu công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp. Hai khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, 9 khóa bồi dưỡng doanh nhân với trên 1.000 học viên tham gia. Cấp ủy chính quyền huyện cũng đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ mỗi doanh nghiệp thành lập mới là 1.500.000 đồng trên một doanh nghiệp. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động. Năm 2020, huyện Tĩnh Gia tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, duy trì các hội nghị gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng doanh nhân, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Phấn đấu trong năm 2020, huyện Tĩnh Gia thành lập mới 150 doanh nghiệp trở lên. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.